Vâng, xin chào các bác nhé. Sau đây em test con QC3008 gửi cho bác khách nha. Lên đường. Em đã chuyển điện 220 cho bác rồi. Đây là hai volume tổng nha. Đấy. Tiếng nó ấm quá, sổ xét tiếng rất là ấm. Trên cầu dưới nha. Cầu A là phía trên, cầu B là phía dưới nha. Đường tướng yêu vào là có ba lăng sau lưng. Có kèm theo bộ da ba lăng cho bác nha. Và bộ mic Shure UR4D hai tai mic Beta 87A cũng đã có chủ nha. Bộ đó là 40 triệu, cũng đã có chủ ngày hôm nay luôn.